Thì hôm nay ngày 8 tháng 1 là ngày vui của con gái tôi, hay cô bác anh chị mà đến đây để giúp vui cùng gia đình chúng tôi, thì gia đình rất hân hạnh, và đồng thời tôi cũng rất cảm ơn cái tâm lòng của các anh chị và cô bác. Thì không giờ tôi biết nói gì hơn, thì tôi đi lên giới thiệu, đây là con gái tôi là Ngọc Diễm, còn đây là chồng của tôi là Nam Nhi. Thôi vậy cảm ơn, và sau khi dứt lời thì như vậy thì bắt đầu mình mở màn với nghệ ca. Thì thôi bây giờ tôi mời anh hai kia mở lớp một giúp vui gia đình. Một biết có gì hơn ngày vui của cháu mình có xin chúc.